Danh sách nhân viên sẽ là mục tổng hợp để quản lý và theo dõi những nhân viên được gán hoa hồng trong tháng nhất định. Khi click vào danh mục này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách những nhân viên được hưởng hoa hồng trong tháng, mặc định là thời điểm mà bạn thực hiện thao tác. Các thông tin được hiển thị sẽ bao gồm họ tên, tổng hoa hồng nhận được. Những nhân viên được nhận nhiều loại hoa hồng khác nhau sẽ được hệ thống cộng lại và hiển thị tại đây. Để xem danh sách nhân viên được gán hoa hồng trong tháng nào đó thì bạn chỉ cần lựa chọn tháng, năm theo nhu cầu của mình, chọn hoặc nhập tên nhân viên cụ thể để tìm kiếm nhanh và xem chi tiết hoa hồng của nhân viên đó.